các bà mẹ cọc tính nhưng thương con kiểu. Mẹ. Cái link bạn coi nào. Hôm nay vừa được mẹ mua cho Vim loại mới đấy. Hôm nào mẹ mua cho con. Thế sang nhận mẹ nói là mẹ đi. Mẹ chỉ có cơm thôi. Ai mẹ ăn con thì nhé. Quái vớ rồi kìa. Này, rửa tay đi xong rồi hát ăn Vim Vim nhá. Tay bữa ăn lại đau bụng đấy. Mẹ ơi, đang nghỉ hè, thằng Nam là bố mẹ cho đi công viên nước đây. Sắp hết hè rồi con chẳng có đi đâu cả. Con nhà lính mà cứ tính đòi tiền mẹ. Suốt ngày đòi cái gì cũng đòi bằng được. Không có đâu. Mẹ. Nói thế chịu rồi. Này, chị có biết ở đâu bán vé công viên nước thì chỉ em với. Em mua cho con bé nhà em. Không cả hè rồi, nó không được đi chơi. Mẹ có biết thằng Nhật bạn con không? Biết. Cái thằng Nhật mà suốt ngày nói chuyện riêng với mày ấy gì. Tao sẽ bảo cô là cổ chỗ hai chúng mày. Không phải. Nhưng mà mẹ biết không, nó mới được mẹ nó mua cho nó iPad đây. Thích lắm mẹ. Rồi sao? Mua iPad rồi thì liên quan gì đến mày? Thì mẹ mua cho con đi. Tôi hai con này. Tao chiều mày quá đi mày hư đúng không? Cái gì cũng vậy. Mày làm như mẹ mày là chủ tịch giảng nhà cái kết lên. Không có đâu, đi học đi. Này ăn đi, tận đồ con thích ăn đấy. Wow. Mẹ mua cho con hết hả? Mẹ không tiền mua iPad thôi chứ mấy đồ ăn vặt này mẹ mua được. Sao đây? Hết xịt mà xong rồi lại khóc. Muốn gì nữa? Con không cần iPad nữa, con yêu mẹ. Ê, xong rồi đấy. Tí ra rửa đáp giúp mẹ nhá. Hả? Ui, cậu làm đồ ăn cay ngon đấy. Mẹ tớ vừa mua cho đấy. Đâu xem à? Của tớ mà, xem cái gì? Thì có đồ ăn chia sẻ với bạn bè đi. Thôi, được rồi. Tớ với cậu bây giờ rủ thêm cả nhà tớ nhỏ nữa. Mẹ tớ chơi thử thách ăn cay theo 10 cấp độ luôn. Hôm nay mẹ tớ mua tớ một túi đồ ăn cay luôn. Nhưng mà tớ không ăn được cay đâu. Không ăn được cay thì có chơi không? Có giải thưởng không? Giải thưởng là lăn được cái nào thì sẽ ăn được món đó. Từ cấp 1 đến cấp 10 mà. Được, chơi. Đi, thử thách. Nhiều topping luôn nha. Như ở đây là kiểu măng hay sao ấy. Gọi là lạc luôn này. Ăn miếng quả lạc. Mình thì mình xem mấy chị Úc Bang bên Trung Quốc ăn mấy cái này nhiều rồi. Nhưng mà mình chưa ăn bao giờ vì mình thấy rất là cay luôn các bạn ạ. Có mùi cay quá. Cái mùi này hăng nó giận não luôn. Nó cũng cay các bạn ơi. Nhưng mà nó cay kiểu đồ hồi ấy. Nó cay kiểu nó không cay như ớt đâu. Và nó rất là mặn. Mặn cực kỳ hay do mình cho ít nước quá ha. Không biết được các bạn. Thì nó rất là mặn luôn ấy. Ôi, mẹ sợ mình nhưng nó rất là dai luôn. Và giòn nữa. Nó quá. Ốp này thì mình ăn được. Nó mặn. Lúc ăn vào nó sẽ không hề. Thế không hề lại cay. Mặn, rất là mặn đúng không ạ? Không có cay lên. Ăn được thôi nhưng mà không ngon, không hợp khẩu vị mình các bạn ạ. Các bạn ơi, chân gà cay đến từ hãng Hey Yo. Ngửi qua cái đấy, mùi ớt rồi các bạn ạ. Mùi ớt, chanh, với cả muối nữa. Cay, ăn mà được cái là rất là giòn nha.
mấy độ cay này thì mình chịu được. May quá thử thách này mình cân được hết vì mình ăn cay khá là tốt nha. Vừa ăn gà cay rồi sao? Suất của mình phải ăn được 5 gói chân gà cay này. Ui các bạn ơi, bây giờ bảo ăn suốt tham gia còn ăn không này thì ăn làm sao được? Có chơi có chịu. Không có gì ăn thì ăn bằng kiểu gì giờ? Nhìn nước ấy luôn. Nhìn thấy cái nước sốt này nó cay đen luôn này các bạn ạ. Vừa cay luôn đấy các bạn ơi. Vừa cay lại còn vừa mặn nữa. Ui, đây là cấp độ 8 ấy. Ui rồi cay thật sự luôn. Cay quá. Miệng cấp độ 8 đã cay rồi, cấp độ 10 thì chịu rồi còn sao. Ôi trời, số 1 đi, số 1 đi, số 1 đi, số 1 đi. Các bạn ơi, măng cay vừa mới ăn chân gà cay rồi, giờ bây giờ ăn cả măng cay nữa. Đều... Nên nhà có vẻ có duyên với đồ đóng gói túi. Còn toàn màu xanh là cây nữa chứ. Mùi nó cũng vẫn giống với cái chân gà cay kia các bạn ạ. Khá giòn nha, chua chua cay cay, độ cay. Hơi cay các bạn, nuốt xuống họng thấy hơi cay ấy. Nhưng mà được cái rất ngon nha, mà cực kỳ giòn như thế. Nhưng mà lúc đi xuống học nó cay, cay của ớt xanh nha. Quý các bạn ơi, được mình thưởng thức cái món cay nhất trong những cái món kia nào. Thế rồi mình nhìn thấy một cái snack màu đen này luôn ấy, chứ không phải màu vàng cơ. Bắt đầu ngon cay quá. Ui bơ, hóa ra là cái này nó lừa đảo các bạn ơi. Nó cho mình nhai lúc đầu không cay một tí nào, nhưng khi nuốt phát ra bắt đầu nó cay mé được cả họng. Cay quá bây giờ. Mình ăn miếng thứ hai thôi là mình đã đau hết rồi. Mình không chịu được không? Mình không ăn được. Các bạn nên thử ở nhà không nhá. Bởi vì mình ăn thử rồi, mình thấy quá cay và không thể ăn được. Ôi dồi ôi, đồ ăn ngày ít đi rồi các bạn ơi. Chỉ còn mỗi cái bánh gạo kia là nó ít cay nhất. Cấp độ 3 nào. Nani? Nó sẽ ăn bánh gạo ngay nha. Còn
cay cấp độ 7. Ui. Mì cay cấp độ 9. Bây giờ tóc bốc mì cay cấp độ 3 rồi. Ôi, mì cay cấp độ 7 của Samyang các bạn ơi. Siêu cay. Ui. Trời ơi, sợ mì nó to chứ này. Ôi, nó cay. Các bạn, thực ra đây là mì nước ấy, nên là độ cay nó x2 ấy. Nhưng mà chẳng qua là mình để nãy giờ nó bị trương thôi. Ôi, độ cay sát lưỡi luôn. Nó cay hơn cả mì trộn ấy các bạn ơi, cay quá. Giờ mình sẽ trộn gói sốt của mì cay cấp độ 9 nha. Oh my god. Ngửi mùi trộn rồi mà đã sắp ngửi đến nơi rồi. Chưa để nói phải ăn nha các bạn. Nước này, nước này. Cắn vào miếng đời ấy không sao nha các bạn. Nhưng mà cắn vào miếng này nó cay sọc não luôn. Cay như thế này các bạn không nên mua ăn thử ở nhà nhé. Quá cay luôn ấy. Ủa các bạn ơi, rồi mình mới có một cái món cay nhẹ các bạn ạ. Nào, đây là một món, đây là bánh gạo cay. Nhưng mà cũng chỉ tầm là cấp độ 2, cấp độ 3 thôi. Nào, đây là mình nghĩ mình sẽ ăn được. Mình thấy vẫn cay. Vì hình là có khi cho ngay mình mới biết được cái mức độ cay của mình là mình không ăn được từ mức độ nào cả. Vị nó rất là đậm đà luôn ấy. Sau bao vòng chơi này mình sẽ bắt đầu đụng. Mình bắt đầu nó là hay nó là mình ăn quá nhiều đồ cay. Bọn mình có còn một món duy nhất. Bây giờ mình sẽ phải cơ gì. Siêu cay. Đây là cái siêu cay luôn các bạn ơi. Đây này. Angry Spicy siêu cay luôn ấy. Nào mình sẽ phải cơ gì để xem món này sẽ chọn ai nhá. Ai chẳng được ăn ai thua. Món kia đã cấp độ 3 rồi thì món này cấp độ 4 các bạn ạ. Ô, đâu rồi? Không thấy. Ồ, như nhà đã mất là mất đi rồi. Đâu, ăn ra đi các bạn ơi, nó đang vén rồi. Wow, trời ơi nhiều này các bạn, ăn đi. Cay lắm chứ, cố ở lại không cay. Ủa, nó cay quá đấy, nhìn thấy cái bento xanh, bento cam. Là cái bento, à đâu, bento xanh và bento đỏ đúng không? Là hai cái bento mà độ cay nhất mà mình còn không chịu được. Bây giờ ăn cái bento đen này thì làm sao mà chịu được nữa. Bruh. À, đau quá, rồi đau nhập viện mà. Như vậy là mình đã kết thúc thử thách ăn đồ ăn siêu cay 10 cấp độ rồi. Và nào khổ nó đã gọi là gục ngã sau thử thách này. Dần cay quá. Đây là cay dần cấp 10 đúng không? Sau khi thử thách này thì mình mới phát hiện ra là có nhiều đồ ăn lại cay đến mức độ cay gọi là cay xé họng luôn là có thật. Và May cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến hết video của May. Hãy tặng cho May một like nha. Và bấm đăng ký bên dưới, bật chuông báo để nhận thật nhiều đi các bạn khơi tây. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại sau.